Thưa quý vị, thấm nhuận lời dạy của bác, vì lợi ích 10 năm thì phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người. Trường mầm non Tân Phước Tây, huyện Tân Trụ luôn chú trọng xây dựng môi trường giáo dục thân thiện, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Trường cũng là một trong bốn tập thể dinh dự nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì có thành tích trong công tác giáo dục và đào tạo học bác gắn với nhiệm vụ chuyên môn, chi bộ trường mầm non Tân Phước Tây đã xây dựng kế hoạch phù hợp với điều kiện, nhiệm vụ và tình hình thực tế của đơn vị gắn với chuyên đề mỗi năm, đồng thời định hướng cho cán bộ, đảng viên, viên chức đăng ký, làm theo bác bằng những việc làm cụ thể, phù hợp với vị trí công tác, gắn với cuộc vận động. Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và tự sáng tạo chỉ thị 05 của bộ chính trị về việc đẩy mạnh việc học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh thì chi bộ trường mầm non đã triển khai trong các cuộc họp của chi bộ rồi triển khai thành thực hiện nhiệm vụ của trường rồi từ đó thì mỗi cán bộ giáo viên nhân viên đã thực hiện thành cái nhiệm vụ của mình cụ thể quá trong cái việc mà nuôi dưỡng chăm sóc giáo dục trẻ đã làm ghép trong các cái hoạt động hàng ngày để giáo dục trẻ thành những đứa trẻ có hiếu ngoan ngoãn biết văn là cha mẹ để để trẻ có những cái đức tính tốt hình thành những cái phẩm chất tốt chuẩn bị cho trẻ chuẩn bị vào lớp 1 với phương châm lấy trẻ làm trung tâm nhà trường tập trung triển khai nhiều hoạt động nhằm giúp trẻ phát triển về thể chất ngôn ngữ tư duy ngoài ra nhà trường cũng đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh vào chương trình giáo dục trẻ thông qua các hoạt động kể chuyện tìm hiểu về bác thực hành những việc làm của bác như trồng cây xanh giữ gìn vệ sinh môi trường qua những năm vừa rồi thì chi bộ luôn luôn là phấn đấu để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và được đảng quỹ đánh công nhận ban hành quyết định là chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 21 và năm 22. Thì bên cạnh đó thì trường cũng có một giáo viên được cử tham gia giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh và được giải nhất. Trường thì luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học từ năm 2010 đến thời điểm này và được bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo thực hiện tốt phong trào thi đua mỗi thầy giáo cô giáo là tấm gương tự học và sáng tạo trường mầm non tân phước tây luôn được cấp trên đánh giá là một trong những đơn vị có nhiều thành tích xuất sắc trong khối giáo dục mầm non của huyện tân trụ